bóng đá thích công nhận danh hiệu tập thể trước thành tích cá nhân trong thang đo mức độ thành công. Tuy nhiên, vinh quang cũng có nhiều kiểu. Những cầu thủ thường khăng khăng rằng họ không quan tâm nhiều đến kỷ lục. Họ coi đó chẳng khác nào số liệu thống kê phù du. Chỉ đến khi lập kỷ lục hoặc sắp sửa chinh phục kỷ lục, các cầu thủ mới thừa nhận sự thật hiển nhiên ấy. Thành tích toàn đội là quan trọng nhất, là cách phát biểu đã trở thành công thức. Nhưng kỷ lục ấy hóa ra luôn hiện hữu trong tâm trí Harry Kane. Tiền đạo này dành phần lớn thời gian của mùa giải bị ngắt quãng vì World Cup để chờ đợi và băn khoăn. Anh thể hiện dáng vẻ của một cầu thủ đang đếm ngược đến kỷ lục hơn là tiếp tục nâng cao thành tích. Mỗi pha làm bàn của Harry Kane thay vì cộng vào thành tích ghi bàn lại được trừ đi khoảng cách đến kỷ lục lịch sử. Không ai ghi nhiều bàn thắng cho Spurs hơn Jimmy Graves, tay săn bàn cự phách của thế hệ vàng thập niên 1960. Dấu ấn của ông là ghi 266 bàn tồn tại hơn nửa thế kỷ. Trong những năm trước đây, không ai đủ tiềm năng xô đổ thành tích ấy. Không phải Vincent Janssen, không phải Stephen Iversen, không phải Chris Armstrong. Và rồi đến Kane, một cầu thủ cây nhà lá vườn, một người hâm mộ đội bóng từ tấm bé, một thủ quân đội tuyển Anh. Tiền đạo này bắt đầu mùa giải với cột mốc 248 bàn, phần đa là những pha lập công ở Premier League, kém Chris 18 bàn. Không sớm thì muộn, kỷ lục sẽ bị xô đổ. Vào thời điểm giải đấu tạm dừng để World Cup diễn ra, khoảng cách chỉ còn mong manh 5 bàn. Tuần trước, Kane đã cân bằng kỷ lục vào đêm thứ hai trong trận đấu với Fulham. Và đến chủ nhật, anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Tottenham với pha dứt điểm tung lưới Man City, một trong những đội bóng hay nhất hành tinh. Cú sút của Kane phản ánh hình ảnh tay săn bàn nguyên mẫu, chọn đúng vị trí, chấp đúng thời cơ, xử lý bằng một chạm duy nhất và cú đá không một chút sơ sẩy. Phải nói rằng bóng đá không tôn vinh kỷ lục cá nhân hoành tráng như các môn thể thao khác. Khi ngôi sao bóng rổ LeBron James phá kỷ lục của chính bản thân trong tuần vừa qua, trận đấu giữa Los Angeles Lakers và Oklahoma City Thunder phải tạm dừng để tổ chức buổi lễ vinh quang chớp nhoáng với sự hiện diện của huyền thoại Kareem Abdul-Jabbar. Khi Kane ghi bàn thắng lịch sử, buổi lễ chỉ là dòng chữ Congratulations Harry xuất hiện trên màn hình lớn của sân Tottenham. Dẫu vậy, như thế là quá đủ đối với Kane. Thật không thể tin nổi, anh chia sẻ sau trận đấu. Đã có quá nhiều cuộc thảo luận về kỷ lục này và tôi muốn chinh phục càng sớm càng tốt. Cảm giác thật đặc biệt, tôi không mơ ước gì hơn nữa. Jimmy là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Vì vậy, chỉ cần được nhắc tên bên cạnh ông ấy trong lịch sử đội bóng đã là vinh dự lớn lao. Vượt qua kỷ lục của ông ấy thì chẳng khác gì giấc mơ đã thành sự thật. Kỷ lục tiếp theo cũng nằm ngay trong tầm ngắm của Kane và vinh quang còn vang vọng hơn. Bàn thắng vào lưới Man City cuối tuần qua đã đưa tiền đạo này trở thành cầu thủ thứ 3 chạm mốc 200 bàn trong lịch sử Premier League. Anh chỉ còn cách kỷ lục 208 bàn của Wayne Rooney vỏn vẹn 8 pha lập công. Để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Premier League thì Harry Kane phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Alan Shearer ghi bàn thắng cuối cùng tại giải đấu cao nhất của bóng đá Anh vào tháng 4 năm 2006 bằng cú phạt đền chuẩn xác trong chiến thắng đậm đà của Newcastle trước Sunderland. Ít phút sau, ông dính chấn thương. Cái giá phải trả là kết thúc luôn sự nghiệp. Shearer chưa bao giờ hối tiếc vì sự đánh đổi để có bàn thắng đánh dấu cột mốc kỷ lục. Ông đã sút tung lưới mọi đối thủ khó nhằn nhất trên xứ sở sương mù và kết thúc sự nghiệp với 260 bàn tại Premier League, không bao gồm 23 bàn thắng trước khi giải đấu này ra đời. Đó là con số thực sự đáng nể. Rooney chưa bao giờ tạo ra cảm giác có thể đuổi kịp Shearer. Kane thì khác. Từ thời điểm này, anh đã có thể đếm ngược đến kỷ lục của tiền bối. Anh mới 29 tuổi, nếu không gặp biến cố nào lớn trong sự nghiệp, anh có thể chơi bóng đỉnh cao thêm 4-5 năm nữa. Nếu duy trì hiệu suất như hiện tại, với 17 bàn thắng chỉ sau 23 trận tại Premier League 2022-2023, Kane có thể chinh phục kỷ lục của Shearer ở cuối mùa giải tới. Sau đó, có thể xảy ra trường hợp tranh luận xem Kane có phải là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Premier League hay không. Đánh giá như thế nào còn tùy quan điểm. Như đã đề cập, danh hiệu tập thể vẫn là yếu tố được đề cao nhất trong thang đo. Bởi vậy, vẫn có quan điểm cho rằng Kane sẽ đánh đổi không chỉ vị thế cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Tottenham mà cả cơ hội vượt qua Shearer để giành được danh hiệu đầu tiên trong đời, có thể là Premier League, có thể là Champions League hoặc FA Cup hay bất kỳ chức vô địch nào khác. Tất nhiên, đó chỉ là quan điểm phổ biến trong bóng đá, môn thể thao kiên quyết đề cao tính tập thể và không xem trọng thành tích cá nhân như bóng rổ, bóng chày hay bóng bầu dục. Đó là lý do tại sao không ai trên sân Tottenham vào chủ nhật tuần trước thể hiện hành động ăn mừng hay vinh danh Harry Kane, ngoại trừ chiếc màn hình nhấp nháy tên của tiền đạo này. Đó cũng là lý do vì sao phần đa cảm thấy khó chịu nếu cầu thủ nào đặt tham vọng chinh phục kỷ lục quả bóng vàng lên trên danh hiệu tập thể.
Những chiếc cúp được trao cuối mùa giải và những huy chương thu được khi kết thúc sự nghiệp được coi là thước đo thành công quan trọng nhất. Những gì mà một cầu thủ đạt được với tư cách cá nhân luôn là thứ yếu so với thành công tập thể. Vinh quang luôn dành cho toàn đội, đó là triết lý đáng ngưỡng mộ và được số đông tán thành. Bởi lẽ, triết lý ấy nhận mạnh tầm quan trọng của tập thể. Tuy nhiên, ngược lại, cũng có triết lý nhấn mạnh tầm ảnh hưởng, địa vị trong tiềm thức của cá nhân trong thành công của tập thể. Vinh quang, công bằng mà nói, có nhiều kiểu. Shearer chính là ví dụ điển hình. Tất nhiên, tiền đạo này đã vô địch Premier League chỉ một lần duy nhất với Blackburn Rovers vào năm 1995. Tuy nhiên, danh hiệu ấy không nằm trong trí nhớ của người hâm mộ khi nhắc đến chân sút cự phách này. Không ai dưới 35 tuổi biết nhiều về đội hình vô địch của Blackburn năm ấy. Cả một thế hệ được sinh ra và lớn lên kể từ khi Shearer ghi bàn thắng cuối cùng vào lưới Sunderland. Thay vào đó, Shearer được tôn vinh với tư cách là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Premier League. Rốt cuộc, kỷ lục ấy mới là định danh độc nhất vô nhị của Shearer suốt hai thập niên qua. Kỷ lục ấy được đặt tên ông xuyên suốt lịch sử giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh và là dấu ấn chức vô địch không thể tạo ra. Đó là vinh quang của Shearer, chỉ một mình Shearer. Đó cũng là những gì mà Kane đang hướng đến. Không chỉ là phép tính thống kê thoáng qua mà là một phần lịch sử giải đấu sẽ được đặt tên cho tiền đạo của Tottenham. Một thứ sẽ tồn tại dài lâu khi anh kết thúc sự nghiệp. Tất nhiên, để ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử một câu lạc bộ và thậm chí có thể là giải đấu là cả một chiến công kỳ vĩ. Những kỷ lục ấy đảm bảo tên tuổi của Kane còn vang vọng đầy kiêu hãnh rất lâu sau khi anh đi lùi vào dĩ vãng. Và đó chính là cách để Kane định nghĩa vinh quang theo cách của riêng mình.